Mẹ thấy bố xin được cái chậu đẹp không? Đấy, xin giới thiệu với các bác một quả chậu đồ cổ đời đời Đường ở thế kỷ thứ 17 trước công nguyên. Rồi chứ tào lao thì các bác ạ, ra chợ thì ông vợ ông Lập đi. Có cái này vứt ở xó, chả dùng đến thì xin nhặt về thấy hay hay, chưa biết dùng vào cái gì. Thì về thấy là nó bị bứt bứt lỗ, đâm ra là phải trồng cái cây nào mà nó chịu được nước, chịu được uống nước thì đấy, thì đang định định để cây chi mai nhỏ nhỏ chơi Tết ấy, nó hay hay nhưng mà thôi. Bây giờ có sẵn cái cành si vào đợt và cắt cái si cục cục của em ấy, cái ngọn nó thì dâm ở đây thì được một cái cục này rồi. Đấy thì trồng vào cái này. Đấy, cái chỗ đọc niên đại thì bị đập mất rồi. Đấy, như này. Men nhét nhìn khá là xưa. Được cái nó lại bẩn bẩn nữa, nhìn này. Cuối ông tưởng đồ cổ đâu các bạn. Không khéo đồ cổ thật đi chứ. Còn lành lặn lắm. Nhỏ đi, nhỏ thôi, nhỏ thôi. Chắc độ 10 phân đường kính. Đấy. Thế còn là ông Si đây. Tí nữa thì bỏ cái chậu đi, bắt ít đất vào, cho ra thôi. Đây thì cho ít xỉ than như thế này cho nó, tức là để cái than tổ ong ấy lót như này cho nó đỡ bị ẩm nước, cái đấy nó hút nước tốt và nó cách ly được cái lớp ở trên thì cây nó khỏi bị ẩm nước, thực tế cây chỉ trên này thôi các bạn nhé. Một hòn than tổ ong nhặt được ở quán phở, nó đun nước dùng nó vứt đi nhặt về. Bác ở Hà Nội cứ chịu khó nhặt cái này, nếu mà chơi cây tốt lắm, bao nhiêu không 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 đủ đâu. Nếu mà trồng cây to cây cùng xốp em lo sơ sơ này để cho nó đỡ bị ẩm nước ấy. Đấy, và trồng cây si thì nó gần như sau này nó sẽ dùng để thả nước ấy, cho nên là sống được. Giờ đập cái này ra, nhấc sang và đặt luôn sang bên này. Đấy, bổ sung tí đất nữa thôi. Thế thôi, cái này hơi thấp, cái này phải cao tí nữa. Nhưng mà lấy cái đất kia là vừa, cái đất này cũng mới trồng thôi. Đó, xem lại cái chậu tí các bác nhé. Đây, ngọn si đây. Ngọn cái si đây. Nó chưa có gì đâu nhưng mà nó hay hay, quay quay. Dâm nó xuống thì si nó dễ sống lắm, cái dâm là sống. Đấy, còn một cái ngọn nữa cơ, nhưng mà đang trong cái chậu khác. Chơi kìa. Để cái này. Rồi, để. Nhấc luôn sang nó cái, chỉnh bày dài dòng quá. Đây, dễ giờ nó vén nó ký này. Hơi cao. Hơi cao. Lót đi đất, kiếm đi đất lót các bạn.
xúc lý đất đây rồi. Đây luôn. Xoay cái mặt chính nó vào đúng cái chỗ cái hoa này. Đấy, nhiều khi trồng phải để ý xoay cái mặt chính vào cái hoa này cho nó đẹp. Lại bổ sung đất. Thank you.
Có các bác nó là cùng cái vui vui giải trí và nó tận dụng này. Cái chậu này xin được đất cát thì không nói rồi, cái này cũng cắt từ cái tay ra, thực tế nó cũng là rất là quái mà nó rất là hay để làm cây mini, nhưng mà tuổi có tuổi có tác thì buộc phải lấy từ tay của những cây già đấy, đấy rất là quái đây nhá. Đầu tiên là cái ngọn của cây chi kia đấy nhá, đây chạy từ đây lên, thân chính chạy từ đây lên nhá, ra đây đấy thì lấy cái rễ vắt vắt đây, đây mỗi mặt nó có một giá. Đấy, cái cành này cứ làm nó thiên tự nhiên, chẳng ra dáng thế gì cả, nhìn nó lại hay. Đấy, cứ tự nhiên, cứ quay quái. Đây, lòng ngọn này. Này sẽ đây, đây vào đây. Đây vào đây theo cái chiều gốc này. Đấy, thế thôi, này lên. Này có một ngọn lùm lùm đây, và chia tay tán ở đây. Làm một cái tay để đuổi ra đây cũng khá là hay. Này là bông đỡ. Đấy. Giải trí mà các bác tận dụng, nó giá trị kinh tế nó không có, nhưng chỉ thôi kể cả có sau này có được thì nó cũng chỉ đôi trăm đến triệu là cùng, mà nó vui đấy, nó vui mà. Mình tận dụng được cái mình sẵn có. Cây si em cắt được mấy cái như này, tí nữa khoe nốt các bác một cái nữa, cắt cũng cằn cỗi quá, tí nữa lên lôi lên ra xem nó như nào, nó cũng sống rồi mà. Mới được có đâu đấy mấy tháng rồi. Năm trôi nó đã lên này, mặc dù mùa rất là rét. Đấy, cái này cứ để lên cái đĩa nước, thế là vô tư. Đấy, đây rồi. Để phải lấy lôi nốt kia ra các bác nhé. Đấy, một em nữa đây. Đây cũng là một cái nhánh của cái cây cùng mẹ với cây kia. Cho nên cái chậu định làm thác đổ, nhưng mà đáng nhất phải lật lên hoặc là làm nắng làng. Nên rằng là làm nắng làng thì cái chậu này nó không hợp. Định là đợi tình làm thác đổ nó đổ xuống ấy. Đấy, nó cũng đã sống rồi. Đất này cần vội quá. Đấy, thì nào có cái chậu nào hay thì thay sang. Giờ chỉ giữ ẩm là dễ nó vừa bén. Dưới gốc nó hay lắm, dưới gốc gốc nhá, gốc nó to bằng cái kia nhá. Vùi ở dưới là lên dễ mà. Đó. Và này hàng chợ, hàng tận dụng. Cắt tỉa qua cái kia. Bên kia thì nó rụt rịt hơn. Đó, không là của nó. Nó lê xòe, cái này thì vẫn là tươi, tươi. Thôi.
Nhưng mà lộ ra cái ấy thì nó cũng hay, chơi chơi vui vui quá. Đấy, này thì hợp với các bạn nào sinh viên. Sinh viên biết nào đến là tặng luôn đấy. Thi thoảng khoái tặng cây này. Nó là cái tay mình làm ra, cái thứ hai là nó giá trị kinh tế nó không cao, mình chỉ mua cái chậu này thôi. Mua cái chậu này gần 100 bạc đấy thôi. Chậu Đồng Nai gần 100 bạc. Đấy. Thế thôi, vui vui thôi. Là cặp đôi cùng một mẹ chia sẻ các bác để ta chủ yếu khích lệ các bạn trẻ mà đang đam mê bonsai hoặc là chưa có điều kiện ấy, thì cứ chơi thôi. Mà có điều kiện thì chỉ chơi hàng hoa nét này, nó cũng là cái giải trí đấy, chứ được không nói đến cái kinh tế mà cái tinh thần các bác ấy. Và cái đâu đấy nó bỏ nó đi khoảng độ 3-5 năm nữa thì nó lại đem lại cái gì đấy cho mình đấy các bác nhé. Chúc cô bác buổi tối vui vẻ.